Cô chào các con. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các con trong phần tiết tuần văn. Các con biết rằng là văn miêu tả cũng có một vị trí rất là quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta. Khi bắt gặp bất kỳ một hình ảnh nào đó, hoặc là bắt gặp một hình ảnh của một con người, cảnh vật thiên nhiên, chúng ta muốn miêu tả lại để tả lại cho người thân, bạn bè và để chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn về con người, cảnh vật nơi đó, thì các bạn sẽ phải quan sát và tưởng tượng. Đặc biệt là cái điều đó nó rất cần thiết cho quá trình các con làm bài văn miêu tả trên lớp. Vậy, quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả khi sử dụng chúng ta cần lưu ý điều gì? Thì bài học ngày hôm nay cô trò mình sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn nhé. Bây giờ các con lấy vở ra ghi bài cùng với cô. Đó là tiết quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. Bây giờ cô trò mình sẽ vào phần đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với nội dung của bài học. Chúng ta vào phần 1 la mã bài học ngày hôm nay. Và để tìm hiểu về bài học này thì các con sẽ đến với cô qua phần đoạn đầu tiên của văn bản sách giáo khoa trang 27. Chúng ta hãy quan sát cho cô phần 1. Hãy đọc các đoạn văn sau đây. Đoạn 1: Cái chàng dế chắt, người gầy gò và già lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo di lê. Đôi càng bè bè nặng nề trông đến xấu, râu ria gì mà cụt có một màu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ. Đây là một đoạn văn bản trong tiết học chúng ta đã học tìm hiểu rồi. Đó là bài học đường đời đầu tiên của tác giả Tô Hoài. Đoạn thứ hai, các con theo dõi với cô nhé. Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi kênh rạch càng bùa răng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối. Dòng sông Nam Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác. Cá nước bơi hàng đàn đen chuỗi, nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trong hai bên bờ rừng nước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Và còn một đoạn văn thứ ba nữa để tìm hiểu thì cô trò mình sẽ phân tích kỹ hơn. Bây giờ ở trong đoạn đầu tiên, các bạn sẽ thấy rằng là đây là một trong những đoạn văn bản khá là tiêu biểu cho bút pháp miêu tả của nhà văn Tô Hoài. Và cũng nhờ văn bản này thì chúng ta thấy được nội dung cũng như là ý nghĩa mà nhà văn muốn biểu đạt. Đó là xây dựng một bức chân dung hình ảnh chú dế mèn vô cùng là đẹp đẽ, đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ ghi cho cô phần 1 trước khi chúng ta đến với những câu hỏi cụ thể của đoạn này nhé. Đây là đoạn văn các con vừa nghe cô đọc. Chúng ta có thể nhìn lại nội dung này một lần. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta quan tâm tới nội dung cho cô, nội dung của phần này. Chúng ta có thể thấy được là đoạn văn đã miêu tả thành công bức chân dung nhân vật dế chắt. Và nghệ thuật ở đây được thể hiện đó chính là, các bạn chú ý cho cô những từ gầy gò, lêu nghêu, bè bè, ngần ngần, ngơ ngơ. Các bạn cũng có thể thấy những từ đó cô in đậm lại và xóa đi. Các bạn cũng có thể nhìn ở trên màn hình hoặc là chúng ta theo dõi vào trong văn bản. Những từ ngữ ấy các con thấy rằng là tác giả đã sử dụng rất nhiều những tính từ miêu tả và đặc biệt là những hình ảnh so sánh được vận dụng một cách rất là thành công. Và ở đây chúng ta thấy là hình ảnh so sánh ví dụ như là gầy gò và dài lêu nghêu và như một gã nghiện thuốc phiện. Và ngoài ra thì các bạn thấy rằng là những hình ảnh đó còn được thể hiện ở những câu văn tiếp theo nữa. Ví dụ như là cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn. Và từ đó thì chúng ta thấy được là hình ảnh của chú dế chắt ở trong trường hợp này cũng được miêu tả vô cùng là rõ. Bởi vì là những từ tính từ gầy gò này, dài lêu nghêu này, hay là ngắn củn
hay là đôi càng bè bè nặng nề, râu ria gì mà cụt có một màu, rồi là mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ. Chúng ta có thể thấy rất là rõ bức chân dung hình ảnh của dế chắt. Chúng ta đến với phần nhận xét của cô về nghệ thuật. Các bạn chú ý cho cô, thứ nhất là sử dụng biện pháp, biện thuật so sánh. Thứ hai là sử dụng rất nhiều những tính từ miêu tả.